ở đầu phim mình sẽ như này không? Mặt hơi to nhá. Chô. Qua hình này cười ấy. Anh kia hồi đấy mặt em cứ to to đấy. Ừ, ngọc mặt. Lúc đó. Mặt ngọc cũng to. Ừ, mặt ngọc cũng to. Sao nhở? Mặt bên em hồi đấy nhỏ hơn bây giờ. Nhưng mà chưa to cực đại đâu. Vô phim mới to cực đại. Trước ốm bối yêu nhỉ? Còn em cũng to. Đó. Thế em gầy chưa? Ôi con, mặt tròn thật. Mặt tròn quá luôn đấy. Không, mặt tròn mà. Không, vai ấy. Vai nó bị... Vai bị gì? Thì vì là mấy cái bộ vest đấy nó... Không còn vừa nữa hả? Không vừa. Không, mấy cái bụng của em ý. Mấy cái bộ mà em lúc em mặc. Xem đi. Sợ chi nhảy. Đây, lúc này là cố lắm đấy. Chứ đây. Xung quanh không anh nào biết nhảy ấy. Động tác này là gì? Chi chứ mấy tiệm động động tác gửi đá cả. Má động dữ vậy à? Ngọc xinh. Trời ơi má ơi cái mặt kìa, không lúc cái cầm luôn. Trời ơi. Đây là cái hành trình mà tới gần 3-4 giờ sáng. Ôi phi công kìa. Tập trung. Nhưng mà phim này là phi công của em. Đây là sao hồi đấy không phải như vậy. Em chuyển nhượng. Ơ em béo quá. Sao béo thế nhở? Quá mập luôn. Sao nhở? Phim này ai cũng mập luôn. Trừ mình. Không được đâu. Đây gọi là chóng chịu. Dễ thương. Quay quay lại rồi đấy. Bao nhiêu lần? Nhiều luôn đấy. Nhảy đi nhảy lại luôn đấy. Ủa ư? Sao mấy cái ông nhảy đó. Mấy ông nhảy cả. Đây là cái hồ bơi rất là lùng luôn mà cứ phải diễn là sâu lắm. Mình xem lại mình ngày xưa có béo hay không mà. Cái công ty đầu tiên mẹ em đi làm á, em mới làm có 1 tháng à. Trời ơi, gu thời trang của An Chi nè. Quá xuất sắc. Công ty tiếp. Đây là những bộ đồ của trang bây giờ ấy chị. Gơm. Trang đấy. Không phải, hồi đấy không phải nha. Chị mặc đồ gơm là sáng liền nào, không phải như này đâu. Đó, đồ của gơm đó mọi người ơi. Đây là bộ đồ của gơm nha. Cái áo ở ngoài là chị Mu hay thường mặc ngủ ở nhà. Úi giời bay kìa, úi giời. Không bê phanh được mà. Xê ra. Giọng bị xê ra. Đi mặc quét mà, vai để vai, vai để vai giọng quét mà. Yêu. Chi sướng nhở, phim này được hồn hết trời này dài khác. Thôi má ơi, mới quen hôm qua mà đã có thể với nhau rồi hả? Con gái con đứa mất nó. Con gái con đứa mất nó. Thôi mà. À, ba mẹ mình khỏe. Khỏe lắm. Đây đây đây. Ôi, giọng nam kìa. Giọng nam. Chồng mà không... Không hợp với em nữa. Vậy tại nghe giọng em quen. Mà nhìn miệng mà cũng không vào Việt Nam ấy. Đừng có nhìn tôi. Ít có thời gian gặp. Sao nữa. Đấy đôi môi tái nhở. Em thấy chất giọng của em nó truyền cảm chứ. Môi tái chứ. Môi tái nhở. Cái gì ngọc? Chính thần. Đứng dậy. Ôi, đứng. Rồi điên quá kìa. Anh chị này đã trở thành một con người mới. Tất cả xui xẻo. Ôi, anh nhầm người rồi. Không phải tên là anh mà. Mà cũng không biết ai tên đầu hay tên béo gì hết. Lòng lại nó tuyệt vọng. Phải mà lúc nó bỏ gì vô trong đó ha. Ngọc lên mới ăn. Có rồi Ngọc. Đau, trời ơi, có đau gì đâu mà diễn. Phải đạo diễn nhá. Nhá. Wow. Hả?
Nam Phong. Đây nè, lúc này là bị đổ thừa lấy cọng dây sạc này vô mặt rất sáng. Mất cái dây sạc thôi, chị không có mặt ở đây đâu. Cả văn phòng này chị rất xuất sắc luôn. Em lên đây được một lần. Đó, đẹp hẳn luôn. Anh sẽ làm giám đốc sáng tạo mới của tạp chí Homo. Anh Homo. Ồ, mặt là giờ lúc đấy là kiểu là tạp còn lấy sạc, tạp còn lấy sạc thôi. Nghe nhỏ. Tôi muốn nghe tất cả ý kiến của mọi người cho ý tưởng về số báo đặc biệt. Trời ơi, tướng ngồi kìa. Xuất sắc quá trời. Hơi dạo. Chỉ có 3 phút để trình bày. Tướng người. Dạo nhẹ. Ê! Là tôi nè. Nhà ông ngoài xinh. Sao mà chưa ngủ nữa? Nhìn lại ngày xưa ai cũng gọn gàng. Tỉnh lại đi. Đây em đang gọn gàng mà. Trên đời này đàn ông chết hết rồi à? Ừ. Trời ơi, ai nói gu lạ vậy? Đây. Trời ơi, khó chết luôn. Trời ơi, ốp yếu kìa. Không có muối, không có gì đâu, người không bỏng này kia. Thì tôi mới phải đeo cái tóc gì. Trông cướp. Em ơi, sao lại đây? Bệnh lắm anh ơi. Sao anh vào được nhà của tôi hả? Thì tôi đến đây để tráng trứng. Anh có nhớ món trứng lần trước của tôi tráng không? Trứng hả? Tráng trứng. Mà đưa quần gớm. Em ơi, mình phải chịu quá. Ôi, cảnh khóa thân đầu tiên mà ghê. Anh vừa khen tôi cái gì đấy? Anh khen tôi mông đẹp đấy à? Nhìn mỡ. Ôi, trông khó chịu cả. Ghê quá. Thôi thế được rồi. Sau 2 năm trời, 2 năm trời, bộ phim Mối Tình Đầu của tôi đã được ra mắt trên toàn quốc. Mọi người đừng quên đón xem bộ phim Mối Tình Đầu của tôi, She Was Pretty phiên bản Việt vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV3. Bộ phim sẽ được phát sóng trở lại vào ngày 11 tháng 2. Mọi người nhớ đón xem nhé.